Là Võ Thị Ngọc Hân. Năm nay con 34 tuổi. Con làm dâu của mẹ được 7 năm 4 tháng. Wow. Mình có mấy bé rồi chị ha? Dạ em có hai bé. Hai bé gái. Wow. Một bé là 5 tuổi, một bé là 3 tuổi. Lần đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình á, cô có ấn tượng gì cô gái này không? Cái lần đầu tiên nó ấn tượng là chưa có ấn tượng lên Tết đó, là nó ăn Tết niên nhà mình rồi dẫn lên. Rồi bạn bè cũng nói cũng ghẹo ghẹo nhưng mình chưa có đi. À, xong có quen thời gian á, xong mở dẫn về nhà, mẹ đổ bánh xèo cho ăn. Đó, tới đó mình mở để ý thấy cũng dễ thương. Rồi cũng biết lễ phép. Thấy cũng chịu rồi đó. Rồi xong rồi quen cũng được gần năm. Anh nhà mình không có nói gì hết á. Ba nó mới lên tiếng nói con, chừng nào cưới vợ. Muốn cưới vợ nói ba. Thì nói là khoảng thứ tư tới chủ nhật mẹ đi coi ngày. Cái hai mẹ con dẫn nhau đi coi ngày. Thì ra coi á, là coi tới hai thầy á mới làm đám cưới. Coi thầy trước nói hỏi mình tuổi gì, mình nói mình tuổi Thân. Hỏi dâu nói dâu tuổi Dần. Cô á mà cưới tuổi Dần về là một tháng là cô thiệt mạng. Không tin. Mình coi thầy khác. Coi thầy khác được ngày đi cưới luôn. Coi như là đi coi tuổi cho con. Dạ. Mà ra không á, hỏi tuổi mẹ chồng, tuổi nàng dâu. Nếu mà tin quá thành mê tín dị đoan. Đúng rồi. Chúng ta luôn luôn hướng về những điều tốt đẹp, những điều thiện là được rồi. Với lại cái quan niệm của mình, Quyền Linh biết hả? Con thương đâu mình cứ đó à. Chứ mình không nghĩ là kỵ tuổi hay là cái gì hết. Nếu con thương nó hạnh phúc là được. Cái lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng á, chị có ấn tượng gì không? Lần đầu tiên là về với lại nhiều bạn lắm ở dưới công ty á. À. Nên là chắc nghĩ là mẹ không biết mình là ai đâu. Mấy tháng nữa là hai đứa là thấy là đến nhà rồi thì ảnh mới qua bên nhà xin phép chở mình về nhà mẹ. Rồi cái lần đó thấy mẹ như thế nào? Cái lần đó hả, thấy mẹ hả, mẹ trẻ lắm, trẻ giống như là chị của chồng nhá. Chồng chở về nhà cái mẹ đổ bánh xèo. Quá trời luôn, ăn no nê luôn. Xong rồi đi về thì thấy mẹ hả trẻ nè, nấu ăn ngon nữa, vui vẻ lắm. Lúc đó thì mình cũng yên tâm rồi. Từ lúc coi coi bói cho tới ngày cưới nhau là bao lâu? Coi xong mới mấy tháng là đi làm đám hỏi đó, là trong năm đó đám hỏi luôn. Rồi qua năm mới đám cưới. Sau khi đám cưới về nó có chiên bánh xèo lần nào cho mẹ chồng ăn không? Chưa, mẹ làm cho ăn không. Chà, 7 năm mấy rồi chú Quỳnh Linh. Đi chợ nấu ăn cho mẹ được một lần. 7 năm mấy mới nấu một lần à? Đi chợ đó. Còn nói nấu ăn thì cũng nói thường xuyên, như hồi đó mình còn đi làm thì hả chiều nó về sớm thì đồ ăn mình làm sẵn nó nấu, tự một mình đi chợ mua đồ ăn là một buổi ăn hoàn thiện là chỉ có một lần thôi đúng không? 7 năm mới có một lần nấu ăn hoàn thiện. Nhớ cái ngày lần đó nấu món gì không? Dạ bữa đó là chồng chở đi mua cá với lại em mua canh, mà canh súp á thì cái đó thì nó dễ nấu, lựa dễ nấu. Dạ chứ không nghĩ là mẹ chồng thích món gì hả? Dạ không biết, nói chứ cứ... nhà cũng dễ ăn, con nấu gì ăn đó. Kệ con mới về mà. Con có biết là mẹ chồng con thích món ăn gì không? Lúc đó con mới về có một bữa à, con đâu không biết. Đám cưới xong á, lên. Giờ có biết mẹ thích ăn món gì không? Con không biết nhưng mà mẹ thường nấu á là mấy cái món mà con thích không à. Nên con không biết cái món nào mẹ thích. Món mẹ nào ăn cũng thì được. Nấu toàn là những món con dâu thích. À. Nhưng mà con dâu không biết món nào mẹ thích hết. À. Đây là một thiếu sót nữa. Anh lên biết bây giờ á. Nó nhỏ nó đi làm, sáng đi sớm, chiều về tối. Mình ở nhà thôi, mình đảm đen, lo cho con. Hồi xưa người ta nói hiện dâu phải làm dâu. Nhưng giờ mình mẹ chồng phải làm dâu lại. Thế mà mẹ chồng phải chứ giờ không? Nó đi làm, không lẽ giờ mình ở nhà mình phải chờ nó về. Đúng rồi. Nên thôi ở nhà mình làm đi. Nếu gặp mẹ chồng dễ là vậy. Dạ. Còn mẹ chồng khó đó là... Dạ, con biết vậy mà con rất là thương mẹ. Nhưng mà hai mẹ con ở chung với nhau rồi mình có điểm nào hợp với nhau không chị? Hợp nhau thì nhiều lắm. Mẹ nấu ăn ngon rồi con ăn vậy đó. Là hợp. Không nhận hợp thiệt. Dạ. Hợp, cái món này hợp luôn. Dạ. Rồi hợp gì nữa? Mẹ là hả, thấy mấy cái chương trình game show nào hay á là mẹ về nói với con là cái đó hay á. Là con coi hết? Dạ, với hai mẹ con coi chung. À. Dạ, hai mẹ con chung là tình cảm lắm. Thấy làm đẹp. Làm đẹp. Làm tóc, nhưng là mẹ hay cột tóc cho hả hai bé gái nha. Dạ, với lại cột cho con luôn. Coi như là đi tiệc luôn. Bây giờ ba vấn đề thấy mẹ chứ. Làm không à? Mẹ không à. Hợp nhất là mẹ nấu gì con ăn hết đó. Mẹ có game show nào hay mẹ báo con cũng coi. Con thứ ba vậy. Mẹ làm tóc đẹp lắm, mẹ làm tóc cho hai đứa con chứ làm tóc cho con. Thì chưa thấy con làm gì cho mẹ chứ. Con cũng có làm tóc lại cho mẹ. Có không? Dạ có. À. Chăm sóc em bé là hai mẹ con mình có hợp với nhau không? Mẹ làm không à. Là, nên là vậy mình đâu có gì đâu buồn, mình phải vui chứ hả? Dạ. Buồn chứ. Sao vậy?
mẹ làm hết rồi mình không làm được mình buồn chứ. Mà sao mà không phải thằng dâu mình nó không biết làm ha, nó làm biếng, mà mình làm nặng mình còn có giá trị trong nhà. Để mình ở không mà con mình làm nuôi. Trời, thì sao mình không có giá trị. Chẳng khác nào cô nói chị không làm gì hết là không có, tại nó phải làm công ty, còn mình ở nhà không. Không phải gì đâu. Đó, nếu con mình nó cực khổ ở bên ngoài thì mình phải lo chuyện gia đình. Ý là mình hậu phương vững chắc cho con nó làm đó. Không nói chứ gì này, giờ nói chơi thôi. Chứ đây mà mẹ chồng rất là thương con dâu. Thương lắm luôn. Cô nói câu mà mình không làm gì mà nó nuôi mình mất giá trị, không phải đâu, con cái vậy nó cũng nghĩ vậy đâu. Mình cảm thấy mình không có giá trị. Cũng đừng con nghĩ. Không bao giờ dám nói vậy đâu. Mình cũng đừng nghĩ vậy. Con cháu mà bây giờ mình không có làm gì, mình làm vậy cho mình cũng thấy khỏe, cũng vui. Nhưng mà cũng để lâu lâu cho con cháu nó làm cái cho nó có làm. Như cũng như là buổi tối về con giặt đồ á, mới giặt xong mà để là sáng con sẽ phơi. Nhưng mà lúc mà con dậy á là mẹ phơi hết trơn. Nhiều khi cũng muốn làm lắm chị ha. Cũng muốn làm lắm chứ không phải là muốn không làm. Thì con giặt xong con phơi luôn đi, coi ai dành con. Mình 4:30 mình dậy rồi. Lau nhà, lau cửa sạch sẽ. Rồi để cho con ngủ, tại nó làm về trễ mà. Rồi đi chợ, đi chợ mua đăng về để đó. Kêu nhỏ lớn dậy lo hai quần, hai áo, súc miệng, đưa đi học. Mua đồ ăn sáng để sẵn. Hai chồng dậy ăn đi làm. Ba đứa. Ba thằng còn thằng em chồng nữa. Đó. Ủa vậy là cô mấy người con ta? Hai thằng trai thôi. Đâu con thấy 5 người lận đó. 5 người là tại vì hai đứa cháu nữa. Có hai đứa trai. Chắc thôi. Chắc từ xưa mẹ chồng không có làm dâu thì giờ cũng làm dâu lại hay sao? Đúng rồi, hồi xưa mình có làm dâu. Không có làm dâu hả? Không. Giờ coi như làm dâu cho biết á. Thôi nghiệp quá Nói chứ là con mình cực khổ quá. Nó nhà mình đỡ đàn gì cho nó được đỡ đàn. Còn nó về nó phụ mình gì được phụ. Hay quá. Con gặp bà mẹ chồng rất là tốt luôn á. Đúng rồi. Chắc hai đứa cháu nhà chắc đu bà lắm hả bà? Đu bà nội. Vậy chứ bà nội mẹ lo cho nó không đu. Chỉ kêu mẹ thôi chứ hai đút cơm là hai mẹ nó đút vậy chứ hai cũng bà nội. Tối ngủ cũng bà nội. Trời, có khi nào bà nội mà cảm thấy mệt không bà nội? Mệt thì chắc cũng phải mệt rồi đó. Nghe điều hơn cháu mình làm, hơn cháu hơn con mình làm. Bây giờ tôi nói nè, bây giờ các cô gái thân mến, thì bây giờ các cô gái có thích làm dâu hay không thích làm dâu? Không. Ý con nói là con không chưa có làm dâu bao giờ nên là chưa biết thích hay không. Nếu mà con không làm dâu, con lo mệt luôn á, lo hai đứa nhỏ mệt luôn. Dạ đúng rồi. Ăn uống tự lo, giặt giũ tự lo. Bây giờ làm dâu mẹ chồng làm hết trơn rồi. Có còn cần làm gì đâu. Rồi ba chồng có nói gì không? Dạ không, ba dễ lắm. Ba dễ nữa? Dạ không, nói chung là con chắc là cái trước cũng ăn ở cũng được á. Nên là sao mà gặp mẹ ba với lại em trai rồi, nói chung là cả nhà ai cũng hiền mà dễ thương lắm. Nhưng mà vậy thì hai mẹ con mình có cái điểm nào mà chưa hợp nhau không? Chắc cũng không có gì không hợp. Nói làm có chuyện gì vui công ty về kể cô nghe. Dạ. Cô nhà có chuyện gì vui kể nghe. Hai mẹ con y như hai người bạn vậy. Mình có gái nên thương lắm. Thương nhân gái vậy. Cũng ngoan, cũng hiền, cũng lễ phép. Cái cặp mẹ chồng nàng dâu này khác xa với cặp mẹ chồng nàng dâu hồi nãy. Nó trái ngược hoàn toàn luôn. Đây rất là hạnh phúc. Và có thể nói là yêu thương nhau và hiểu nhau, thậm chí là thông cảm cho nhau và hy sinh cả cho nhau luôn. Cái kỷ niệm ấn tượng nào mà có thể nhớ về nhau nhiều nhất không? Thương nhất là ấn tượng nhất mà nhớ tới bây giờ luôn. Là năm đó cứ dâu là mình 45-46 tuổi. Lần đầu tiên con dâu mua bánh kem làm sinh nhật cho mẹ. Trời ơi, rớt nước mắt á. Ở đó giờ đâu có ai làm sinh nhật mình đâu. Con dâu về là không bao giờ mình quên được. Nếu mà không là tổ chức sinh nhật cho mẹ cũng mua quà tặng mẹ. Con không biết chị có nhớ kỷ niệm nào mà mẹ dành tặng cho mình không? Mỗi ngày ở nhà với mẹ là 7 năm mấy nay. Đều là kỷ niệm đẹp. Mẹ nói chung là ở nhà là mẹ thương lắm. Ngày nào cũng thương lắm. Rồi với lại bệnh á. Bệnh mà mẹ cứ coi như là con gái. Mẹ nấu nước xong, bưng vô cho xong. Giờ nó về ở nhà mình là con của mình. Mình không lo nó, mình lo ai. Không khi nào nghĩ là con dâu hết. Đúng em nói. Mình sống thoải mái, đặng con nó thoải mái mình. Mình thương nó mới thương mình. Đó. Đó vậy đó. Thương nhất cái gì với mình lên biết. Dạ. Hồi đó có bé lớn rồi. Mình thì đi chợ. Bữa đó làm chắc nghỉ hay làm ca 2 gì á. Quên là mình đi chợ về. Thấy ngồi khóc. Hỏi sao con khóc? Mẹ ơi con lỡ có bầu. Trời ơi có chồng mà lỡ có bầu gì con. Lớn tuổi rồi kệ, có bầu để đẻ đứa nữa. Tại bé trước nhỏ quá. Rồi có bầu nữa sợ là mẹ cực. Dạ. Rồi chăm sóc không được. Rồi sợ khóc. Đâu sao đâu. Có chồng có bầu lỡ đúng gì rồi. Hạnh phúc là gì? Là quan tâm, chia sẻ và yêu thương lẫn nhau. Đây là một trong những câu chuyện mà chồng nàng dâu cũng rất là đẹp. Nhưng mà con cố gắng làm cái gì đó phụ mẹ, có thể một bữa cơm hoàn thiện nào đó,
một mình cố gắng bất ngờ cho mẹ, hoặc là có thể một tuần mình cố gắng dành thời gian nào đó mà tự đi chợ, tự nấu ăn, tự nghĩ ra món nào đó mà mẹ thích, được không? Dạ, chắc cái đó là nó cũng muốn lắm á anh Linh. Mình làm đi quen. Hôm nay chị đến với chương trình này rồi, sau bao nhiêu năm trời ở chung với mẹ rồi, chị mong muốn làm cho mẹ điều gì nhất? Hai mẹ con á là thấy thích cái chương trình này lắm, hồi từ lúc đầu luôn. Dạ. Đến nay là nói chung là hôm nay là coi như là kỷ niệm của con với mẹ. Cô hay xem chương trình này lắm hả? Xem suốt. Nói chung là hai mẹ chồng cũng không có điều gì mâu thuẫn xảy ra, rất là yêu thương nhau. Hôm nay thì chồng con có gửi cho hai mẹ con lá thư. Kính chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con chào mẹ, chào vợ. Thời gian qua mẹ đã giúp đỡ vợ chồng con rất nhiều, nên con chỉ hy vọng qua chương trình mẹ và vợ con hiểu nhau nhiều hơn nữa, để gia đình mình thật là êm ấm, hạnh phúc. Riêng với vợ, anh chỉ mong em hãy dành nhiều thời gian với hai công chúa nhỏ của mình và hỗ trợ mẹ thêm việc nhà em nhé. Em cũng nên thường xuyên nấu ăn, chứ để lâu quá không có nấu cho mẹ em quên. Con mong sau này gia đình mình lúc nào cũng có tiếng cười và niềm vui như lúc này. Con của mẹ, chồng của vợ. Không nấu quên á, chồng em nói đúng á. Tại hồi đó bên nhà bển là cũng gấu. Dạ. Nên nhà là cũng không có nấu ăn uống, chị nấu à, chị Thu nấu không à. Cũng thấy tội nghiệp không, làm hết. Rồi hôm nay có mẹ ở đây, muốn hứa điều gì với mẹ nào? Ôm mẹ đi. Hai mẹ dạ. con lần đầu tiên ôm nhau. Ở đó trời ơi. Thân dạ. lắm nhưng đều không có ôm. Đây là lần đầu tiên ôm nhau. Trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, chúng tôi luôn nói một điều rằng là mẹ chồng nàng dâu hãy ôm chặt và ôm nhiều hơn nữa. Có ôm nhau, tình cảm mới ấm áp giữa mẹ chồng nàng dâu nhiều hơn nữa nha. Mình cũng cảm ơn chương trình. Sẵn có chương trình thì mình cũng xin cảm ơn chị Xui đã cho mình con dâu hiền ngoan, khéo tay. Nhưng có một cái hay mất ước. Con á là 7 năm mấy vừa qua đó, con không biết là con ở nhà sống với mẹ là con có làm lỗi gì không, hay là con có vô tư quá không. Cái gì cũng để cho mẹ làm hết. Thì con hứa là con sẽ cố gắng có nhiều thời gian hơn. Rồi con còn mong là cho ba với mẹ có nhiều sức khỏe, sống bên tụi con mãi. Ôi mẹ.